hello, mình là Kiều Diễm và các bạn đang theo dõi S Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một cái app khá là thú vị. Không phải là game như bình thường, cũng không phải là những cái app về giải trí nữa, mà là một cái app liên quan đến thời tiết. Đó chính là giúp các bạn có thể xem về thời tiết. Thực ra thì trên máy của chúng ta sẽ cài sẵn có những app để chúng ta có thể là xem được thông tin thời tiết rồi. Tuy nhiên thì mình muốn mang cho các bạn một cái giao diện khác hơn, một cái sự đó đẹp mắt hơn và có thể là xem được nhiều cái thú vị hơn trong cái app này. Nên là bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vô cái app này luôn nhé. App mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Today Weather. Đây chính là cái biểu tượng của nó. Hiện tại thì app này chỉ có trên Android mà thôi, nên là các bạn sử dụng iOS cũng đừng có buồn nha. Tại vì mình cũng xài iOS nữa mà mình cũng đâu có sử dụng được đâu. Thôi vô luôn đi. Mình nghe nói thì cái app này vẫn đang phát triển trên iOS, nên là chắc trong cái thời gian sớm nhất thì trên iOS chúng ta cũng có thể được sử dụng cái app này. Lúc nãy thì mình đã vô cái app này trước để đăng nhập vô trước rồi. Thật ra thì lúc mà các bạn vô thì nó cũng không có gì cả. Nó chỉ là bạn sử dụng tên người dùng của bạn, là mình đặt tên như thế nào đó rồi xong rồi vô luôn thôi. Và cái giao diện chính của nó là ở đây. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái bức hình và cái nhiệt độ. Tại đây là mình đang ở văn phòng của Sevenet, nên là ở Hồ Chí Minh đây, chính là Hồ Chí Minh. Và thứ năm ngày 30 tháng 3 chúng ta sẽ có là 32 độ. Sẽ có là hơi có mây, hôm nay dông bão phát triển vào buổi chiều, cả 33 độ C. Gió đông đông nam ở tốc độ 15-25 km/h, khả năng có mưa là 50%. Và như các bạn thấy thì chỉ một vài chi tiết nhỏ như thế này thôi là các bạn có thể thấy là cái app này nó cũng một cái sự đó là nó khá thú vị hơn là những cái app xem thời tiết theo dõi mà bình thường mặc định trên máy của chúng ta đã có sẵn. Bởi vì thì những cái app mà trên chúng ta có sẵn thì nó sẽ không có những cái hiển thị mà hay như thế này đâu. Và ở phía dưới đây như các bạn thấy chúng ta có thể là có những cái chi tiết như là độ ẩm, còn có cảm thấy như 37 độ C nữa. Chỉ số UV chính là chỉ số tia chống nắng UV ngoài trời. Tầm nhìn là 22 km, điểm sương là 24 và áp suất. Tiếp theo phía dưới là chúng ta còn được thông báo về trong 24 giờ tiếp theo là sẽ nhiệt độ của nó như thế nào. Bình thường mà những app kia thì chắc chắn hoàn toàn sẽ không có những cái này. Tuy nhiên với Today Weather thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn. Đây, và 11 giờ trưa hiện tại bây giờ là, để xem mấy giờ rồi. Hiện tại bây giờ là 11 giờ kém 10. Và lúc 11 giờ trưa nay thì chúng ta sẽ có là 32 độ C, 12 giờ trưa thì cũng vào 32 độ luôn. Và từ khoảng từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều là các bạn có thể thấy là những cái đám mây này có hình mưa xuống. Cho đây chính là cái sẽ dự báo là khả năng có mưa trong từ 1 giờ đến 3 giờ đây. Là sẽ có những cái trong khung giờ này chúng ta sẽ có khả năng có mưa. Nên là các bạn nào mà đang đi ngoài đường thì xem cái này xem có khả năng có mưa thì hãy mang theo áo mưa nhé. Bộ những cái giờ tiếp theo đây các bạn thông báo đây mây mưa và lúc 8 9 giờ là có trăng nè, là buổi đó là buổi tối rồi. Và nó sẽ báo tới 10 giờ ngày hôm sau. Và 10 giờ sáng hôm sau khả năng có mưa cũng là 53% luôn. Vậy là sáng mai ngày hôm sau mình lên văn phòng của S-Channel mình phải mang theo áo mưa. Và xuống dưới đây chính là cái nhiệt độ của màn hình, nó sẽ 7 ngày liên tiếp. Ở trên nãy là 24 giờ tiếp theo là trong một ngày, ngày hôm nay thôi là 24 giờ tiếp theo. Còn phía dưới là nó sẽ dự báo luôn cho các bạn trong 7 ngày tiếp theo. Thật sự là mình thấy cái app này khá là tiện và cũng thấy là khá là thú vị. Và cái giao diện như các bạn thấy thì rất là dễ sử dụng và nhìn vô nó cũng khá là bắt mắt. Và ở phía dưới nữa là nó sẽ dự báo chúng ta về cái khả năng có mưa. Đó, và khả năng có mưa là trong khoảng 11 giờ đến 7 giờ chiều là đến 50%. Và xuống dưới nữa là chúng ta sẽ có chỉ số không khí và hạ sức khỏe. Phần mặt trời này, cái mặt trời này cũng khá là hay. Đó chính là nó có thể dự đoán được cái giờ chính xác mà mặt trời mọc và mặt trời lặn. Nhưng ngày hôm nay thì mặt trời mọc là vào lúc 5 giờ 51 giờ sáng. Giờ đó thì mình chưa dậy nên là không biết nó có mọc thiệt hay không. Và mặt trời lặn của ngày hôm nay chính là lúc 6 giờ 3 phút. Nên là chắc hôm nay mình cũng sẽ canh thử vào lúc 6 giờ 3 phút thì mặt trời có lặn thật không, để xem là cái app này nó có cái độ chính xác nó có cao hay không. Và ở phía dưới chúng ta sẽ có trăng, có nghĩa là ngày hôm nay là sẽ trăng lưỡi liềm. Và cái ngày trăng tròn là nó dự báo luôn cho các bạn về thời gian chính xác, nó lấy là ngày 11 tháng 4 là sẽ có trăng tròn và ngày 26 tháng 4 là ngày trăng non. Và cuối cùng ở phía dưới nữa chính là tốc độ gió 1 km/h. Đấy, như các bạn thấy thì giao diện rất khá là dễ sử dụng. Và cái phần trên đây không phải các bạn chỉ xem được cái nhiệt độ ở riêng thành phố Hồ Chí Minh không thôi, mà các bạn có thể xem được tất cả những cái nơi khác ở trên cái này. Giống như mình giờ mình bấm gõ thử, hồi nãy mình đã có bấm thử ở Hà Nội rồi nè, nên là bây giờ mình sẽ bấm thử một cái khác nữa, chẳng hạn như quê mình ở Quảng Ngãi, nên là mình sẽ bấm thử ở Quảng Ngãi xem nó như thế nào. Các bạn có thể biết cái hình này là ở đâu không? Chính là đảo Lý Sơn đấy, đảo Lý Sơn đẹp lắm. Nếu các bạn nào có thời gian thì hãy mau mau đến đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi mình nhé. Ai hi. Và hiện tại thì nhiệt độ tại quê mình đang là 24 độ C. Hôm nay phần mây âm u thì là quê mình đang âm u.
cao 30 độ, gió đông nam ở tốc độ 15 đến 25 km/h. Đây âm u, tuy nhiên là không có mưa. Đúng là chỉ có ở Sài Gòn mới là sáng nắng chiều mưa thôi. Và một cái tính năng đặc biệt và thú vị của cái app này nữa mình nghĩ đó chính là chức năng chia sẻ hình ảnh. Bây giờ mình sẽ bấm thử cho các bạn xem về cái chức năng này nha. Bấm như đây. Và các bạn sẽ là chúng ta sẽ chụp mới hình ảnh. Đây, mình đã chụp xong hình ảnh bé cây bé xinh xinh kế bên mình rồi, chúng ta sẽ bấm OK. Rồi bấm vào nha các bạn, khi mà các bạn chụp ảnh này là các bạn hãy bật cái định vị lên để cho chúng ta biết được là cái vị trí các bạn đang đứng ở đâu. Chứ nếu mà các bạn không bật định vị lên thì có Google cũng không biết là bạn đang đứng ở đâu nữa. Và nó sẽ hiển thị những cái thông tin như là thông số ở dưới là bạn đang đứng ở đâu và cái nhiệt độ ở nơi đó là như thế nào. Và chúng ta bấm chụp cái hình máy bay này. Hãy share lên Facebook. Đấy, đó. Các bạn thấy không? Khi mà các bạn share lên Facebook thì nó sẽ hiển thị giờ các bạn chụp bức ảnh này và cái nhiệt độ mà các bạn đang đứng và bạn đang đứng tại thành phố nào, tỉnh nào hoặc là ở nước nào đó thì sẽ hiện lên. Và cái này thì mình cảm thấy là sẽ rất là thích hợp cho những bạn nào thích đi du lịch và có thể là chia sẻ và share lên cho mọi người biết là các bạn đang đi đâu và nhiệt độ nơi đó như thế nào. Và hiện tại thì cái app này vẫn chưa có bản tải full. Tuy nhiên thì đối với các bạn fan Ed Channel sẽ có một ngoại lệ, sẽ có 25 cốc free dành cho các bạn nếu các bạn trả lời sớm nhất câu hỏi sau đây. Chính là video đầu tiên của mình trên Ed Channel là video nào? 25 bạn có câu trả lời sớm nhất và nhanh nhất và để lại comment ở dưới đây thì sẽ nhận được 25 cốc miễn phí để tải app full này về. Và các bạn hãy mau trả lời nhanh lên nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Ed Channel. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.